cô gái vẫn chưa đến 26 tuổi, đã sống một cuộc sống về già, một mình ở trong ngôi nhà có sân rộng, không cần phải đi làm và chăm sóc bố mẹ, dựa vào sự bồi thường của chính phủ, đã đủ để cô sống một cuộc sống mãn nguyện rồi. Mỗi buổi sáng, bạn thân xa ra sẽ gọi điện trò chuyện với cô, bạn thân cô là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Cô ấy thường nói, bản thân là một con quái vật sinh ra từ cha mẹ không yêu nhau, mỗi lần cô nhắc đến chuyện hôn nhân, đều khiến bạn thân đùng đùng tức giận, nói những từ nặng nề, đã bảo đừng nhắc tới chuyện kết hôn rồi mà, tớ không muốn sống cả đời như cậu, khi quét sân trước cửa, cô còn bị chủ tiệm cắt tóc đùa giỡn. Hôm nay tóc trông quê mùa thế. Hôm nào tới làm tóc đi lần nào cô cũng đều không nổi giận, chỉ mỉm cười đáp lại họ. Người phụ nữ tên là Yeon Hee, cuộc sống của cô đơn điệu và nhàm chán. Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào phòng, đã đến lúc cô bắt đầu dọn dẹp. Yeon Hee không phải không có chồng, chồng cô vì công việc nên phải công tác nước ngoài, rất lâu rồi chưa trở về. Ngôi nhà vẫn vậy, bộ vest và đồng hồ của chồng luôn để sẵn trên bàn. Yeon Hee vẫn luôn chờ người chồng yêu thương trở về. Sự nhớ nhung quá độ khiến cô có lúc bị ảo giác. Cô sẽ chợt nghe thấy tiếng chồng gọi mình khi anh về, nhưng khi cô vội vàng chạy ra ngoài kiểm tra, sẽ lại rơi vào thất vọng, căng thẳng tinh thần kéo dài khiến trí nhớ của cô ngày càng kém đi, vì vậy cô uống thuốc mỗi ngày để duy trì trí nhớ, cũng sẽ viết hết những việc hàng ngày phải làm lên giấy để nhắc nhở bên mình, sau khi ăn xong, phần lớn thời gian còn lại cô sẽ ở viện dưỡng lão, đây cũng là nơi cô hoạt động nhiều nhất, xung quanh đều là các bà lão, cũng không hề làm cho cô có cảm giác lạc lõng, thay vào đó cô học điệu nhảy của cùng một cô giáo trẻ, càng khiến cô vui vẻ hơn. giờ giải lao Hee sẽ tỉ mỉ xếp các khối hình bác sĩ cũng sẽ khen ngợi Hee, cô giỏi thật đó cũng xinh đẹp nữa khen gì đó là khen cô trong lúc chờ xe buýt cô cảm thấy trí nhớ của mình đã trở nên tồi tệ hơn nhiều viết hết tất cả những điều cần làm ra sau này nhưng điều cô lo lắng nhất đó là bản thân sẽ quên chồng đến tối cô đến chợ mua đồ mua được một con cá được bà chủ mồ cẩn thận và một bó rau bina lớn sau đó gạch bỏ tất cả những việc đã làm trên giấy để nhắc nhở bản thân, rồi đi mua một bó hoa khác, ngồi trên xe của người quen về nhà, cho dù đã quên rất nhiều chuyện, nhưng cô vẫn nhớ món ăn yêu thích của chồng, buổi tối cô bắt đầu bận rộn công việc của riêng mình, nấu một nồi canh cá mà chồng thích, rồi chiên một chảo bánh bơ, đặt lọ hoa tươi, chuẩn bị hai cặp bát và đũa, sau đó đến trước cửa, cứ đi lại như một đứa trẻ, đợi từ hoàng hôn đến khi mặt trời lặn, rồi chờ đến tận đêm khuya, cô luôn tin chồng sẽ quay lại, nhưng chồng vẫn chưa về, đêm về cô vô tình ngủ quên trên ghế sofa, mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa cô vẫn quét ngõ trước cửa nhà nhưng có hai người bước đến hai người nói với Hee, 7 giờ sáng mai cùng họ ra ngoại ô thăm chồng Hee nghe xong cảm thấy bối rối không hiểu ý lời nói đối phương liền nói với cô nếu có gì không hiểu có thể gọi bạn thân xa ra của cô rồi nhanh chóng rời đi sau khi hai người rời đi Hee nhìn vào thông tin trong danh sách trên đó viết chồng cô, đã 86 tuổi, cô nghi ngờ họ nhầm lẫn gì, liền gọi cho Sara hỏi. Theo lời của Sara, trí nhớ của Yeonhee đã dần trở nên rõ ràng hơn. Cô và chồng đã ly thân hàng chục năm trước và bạn thân Sara chính là con gái cô, khi đó ảnh của họ vẫn còn đen trắng, bức ảnh màu bên cạnh là ảnh của Sara và cô. Nhìn bản thân mình trước gương, ý thức cô dần trở nên rõ ràng hơn. hôm đó chồng cô mặc xong quần áo cầm theo mũ của mình sẵn sàng chuẩn bị cho chuyến công tác xa phía bắc Hee cầm hộp cơm cô đã chuẩn bị cẩn thận ra cửa đưa cho chồng họ đã hứa với nhau anh nhất định phải trở về bình an sau khi trở về anh sẽ dẫn em đi ăn mì nhìn bóng lưng chồng rời đi Hee muốn tiễn thêm một đoạn không ngờ cuộc chia tay này lại là cuộc ly biệt. Yeonhi mãi nhớ về buổi sáng hôm nói lời chia tay, luôn mong chờ chồng trở về. Không ngờ sự chờ đợi này thấm thoát qua mấy thập kỷ. Yeonhi là một bà lão 86 tuổi, mắc bệnh Alzheimer, mỗi ngày đều uống 6 viên thuốc để duy trì trí nhớ hàng ngày, nhưng trong lòng vẫn không thể quên được. Rất thích ăn cá, ngày nào cô cũng chịu khó đi chợ mua, từ chối bạn mình muốn đưa cô về nhà, giúp cô đi chợ mua đồ hộ. Suốt 60 năm nay Yeonhi không hề chuyển nhà vẫn treo quần áo của chồng ngay ngắn trong phòng, lau giày da của chồng cẩn thận, thường xuyên ăn mì lạnh mà chồng yêu thích, nấu bữa ăn chồng yêu thích, không quên chuẩn bị thêm một bộ bát đĩa và đũa, rồi ngủ thiếp đi khi mặt trời lặn, ngay cả giấc mơ cũng là về sự đi chi... lên xe buýt về thăm chồng, số lượng xe buýt trên đường không kể xiết, và trong xe đều là những người nhà có người thân ly tán do chiến tranh, Ionhi vẫn mang theo những món ăn chồng thích, tưởng tượng về cảnh sắp gặp lại chồng, nhưng lại thấy người đàm phán có vẻ đang gặp rắc rối, trong lòng cô dường như đã biết trước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không ngờ ngay sau đó người đàm phán lên xe bắt đầu xin lỗi toàn bộ người nhà. Vừa rồi khi đàm phán với bên quân đội, vốn định hôm nay sẽ tổ chức cuộc gặp lần thứ 18 cho những người có gia đình ly tán, vì lý do bất khả kháng nên quyết định hoãn vô thời hạn. Nghe thông báo như vậy, mọi người đều òa à khóc, Họ đã đến tuổi tóc trắng bạc đầu, vất vả chờ đợi người thân hàng chục năm, cuối cùng không ngờ vẫn không thể gặp nhau, nhưng Yoni cẩn thận đứng dậy, đi về phía trước, bà chỉ muốn đưa hộp cơm mình làm cho chồng, nếu lần này không gặp được, có lẽ cô thực sự sẽ không bao giờ được gặp chồng được nữa, cô van nài cầu xin đối phương mang cơm vào cho anh, nhưng vẫn bị từ chối, cho tôi mang cái này vào không được sao? Cho tôi mang cơm vào đi, chỉ vậy thôi làm ơn đấy. Không được sao, thế này cũng không được sao? vậy anh mang giúp tôi cái này cho anh ấy được không nhất định hãy mang thứ này vào cho anh ấy đi thôi sau này sẽ có cách sao lại khoảnh khắc cơm rơi xuống đất lòng cô đau như dao cứa xe buýt trở về ánh mắt Yeon Hee cũng dần mất đi hy vọng, có lẽ cô ấy đã hiểu, hồi trẻ ly biệt với chồng, thực sự đã trở thành vĩnh biệt. Yeon Hee rất nặng tình, nhưng cũng thật bi quan, cả đời chờ đợi là nỗi đau tuyệt đẹp. Yeon Hee thật nhỏ bé, trong dòng chảy chính trị rộng lớn, cô vẫn kiên trì, cô ấy chính là phi thường.